Nhưng bà Tư sẽ láng vợ bà gặp tôi á, bà hỏi phải bà đứng bà nhèo nhèo bà nói phải vợ thằng Tèo không, tôi làm thinh không? Tôi không bao giờ tôi trả lời luôn. Ừ. Chỉ có cái ông cù bắp nào ông nhắn cho tôi thôi chứ bà ông mừng rồi xưa rồi hai năm rồi bớt ít có nhắn mặn mặn cuốn có tắm không cái quần thay ông này chắc tới công trình rồi thấy không. Biết gì không, ông này ông chở đi tới công trình cái ông xã đó rồi ai làm ông ngồi như ông chở ba cái ống mà để vô máy lạnh đó, cái ống đi rồi cái ống mà để máy giặt cho nước nó ra đó, rồi ông chở lại ông giao hàng cho người ta rồi ông ngồi ba ông ở không nhắn, còn ông kêu ông hàng tối ngày thì giao hàng nguyên cái chồng bự vậy nè, rồi người ta cắt người ta làm gì làm, rồi đưa cái phiếu đem về nữa tính. Ừ đó, ông này không có thời gian hơn ông kia thì ông hàng rồi chừng nào ông nghỉ tay rồi ông mới nhắn, nhiều khi ông cũng không nhắn. Ừ ông nói con mắt nhiều khi mở giao hàng rồi mới xuống, bây giờ thấy có tin nhắn lại giờ anh về văn phòng nha em, ngọt quá ha, cả vợ nhà nói chuyện gì cũng lại nữa. Ở ngoài nói chuyện như dò đục. Ừ vợ hỏi cái gì nữa ông Tèo à, tôi ghét nạt tôi xóa số luôn hả. Gì nữa? Thấy không? Nói vậy đó. Có ngọt không? Mà nói chuyện nhân tài cái em mà anh không không? Ta kêu bằng em, cái tôi nói chứ anh ta già kêu ta bằng gì? Ông Tèo, ông nói tôi á, gọi điện nói chuyện ai cái em với anh không à? Tôi nói chứ anh ta già kêu ta bằng gì? Ông nói kêu bằng cưng. Tại người ta không kêu tôi bằng chị, người ta kêu tôi bằng chị, tôi bằng kêu bằng em. Còn người ta kêu tôi bằng em thì tôi kêu bằng anh. Tôi nói thì ai kêu tôi làm sao tôi xưng lại vậy à, nó xuống vô trong xã đó, thằng đó đó cũng già thì nó ba mấy tuổi rồi mà nó xưng mình bằng cô xưng con không à, thì tôi xưng nó lại bằng con, ai xưng tôi làm sao tôi trả lời nó giống vậy đó.
Không biết nói gì không? Không nói gì thấy nhiều khi cũng thấy là nghe. Thôi giờ mình không có làm người yêu ở ngoài đâu, mình làm người yêu trên mạng đi, trên Zalo. ở ngoài nó ghen quá. Không dám. Nhiều khi riêng tư của người ta đâu ai rớt ra. Nhiều khi ổng cũng có gài mật mã hả? Như giờ nè tôi gài lại nè, vô cái này xong rồi cái mở khóa ra hơi mở nữa mới có. Như cái điện thoại của ông Cường này nè, nó gài mật khẩu á. Nè rồi gài mật khẩu cái màn hình, rồi gài mật khẩu ở trong giày nữa nè. Nè. Thì của thằng Cường là gài có một cái à. Gài có một cái mặt ngoài này không à, còn của tôi gài hai mặt lận. Bởi cái mặt này nè là cái mặt riêng tư của mình nè. Có nhắn vô mình mới mở mật khẩu được, một mình thôi, ngoài ra đâu ai mở được. Cô Nghi hồi đó nó ưa coi lắm, bây giờ từ hồi tôi gài tới giờ nó ít có coi á. Bữa đó ông Tèo cũng nghe đó. Ông Mừng ông nói bữa đó anh gọi cho em đó. Cái thằng Gồm nó nghe đó. Cái hỏi nó có nói lời em không, nó nói không. Thế tôi mới về tôi nói điện thoại ai á thì nấy nghe. Ví dụ có nghe thì gọi, thì để cho nó hết chuông đi đừng có nghe. Tại sao điện thoại mình á, người ta chuông reo á, tôi có kêu không? Tôi thấy thì tôi kêu, còn không ấy tôi để cho nó hết hết nhạc luôn. Rồi có khi nào mà tôi lại tôi nói không? Mình gài có mấy có nổi. Chừng nào mình gài tên thì nó nổi tên, còn mình không gài nó nổi chữ không hả? Tôi nói mày đặt nghe nữa, nghe rồi cái hỏi chuyện của người ta thì kể cho người ta đi, chuyện mình ai gõ tới cái điện thoại mình đó. Nhân Cường nghe hoài, Cường điện thoại kìa. Còn Nghi điện thoại kìa, Nghi. Còn giờ thằng Cường mà điện thoại tôi gheo, nó nói mẹ điện thoại kìa, cũng bắt máy luôn. Mình đừng xâm phạm của người ta. Khóa nghe hay gì? Chạy ra liền hả? Tôi nói ông Long à, tôi nói nửa anh mà chết xuống dưới ông Diêm Vương ông không dám bắt anh đâu. Cái hỏi sao hả? Ông hỏi làm sao mà ông Diêm Vương không bắt? Tôi nói ông cho anh lên liền hả? Cái ông hỏi làm sao lý do? Tôi nói anh ở dưới là anh cua vợ ông sao? Ừ. Thì bỏ mới nói ông sợ. Rồi chứ hỏi nó nói à, ông nội này nè, ông qua ông đây. Nhiều khi anh qua anh kêu nước cái anh lại anh vỗ vai anh út á. Cái nó cái bữa nào vợ chồng nó ở nhà anh đâm cái ruột lòi ra ngoài không kịp luôn. Ừ. Bữa đó kiếm tôi không thấy tôi.
tư chắc ở đó, qua tới đó gần mà. Vô. Nghĩa có 4 chỗ ngồi. 4 chỗ, xe nhỏ xíu. Chỗ cái mã không ở ngoài đó. Dạ chứ. Vô trong trỏng kiếm. Nè, đeo vô cái nó cắn cái nó ngứa không chết luôn. Nó lần không ngứa, hai bên này bây giờ nó ngứa. Có mua 7 màu cơ. Mà cũng vẫn ngứa. Có thuốc dị ứng nữa đó mà còn không lợi. Thuốc tím là để cho ghẻ phỏng. Mà vậy mình nói mình rửa không ra chứ mình chấm vô đồ rồi cái màu mà nó bị phai màu màu xanh nó chấm vô nó ra chứ. Nó vô da là nó dính cứng luôn. Chừng này nó nằm nó ca luôn. Ông mừng á, ông nói ông không có uống rượu đế. Ông uống bia không à. Ông uống 5 chai là dữ lắm rồi. 5 chai ông đi về hết nổi rồi. Cái tôi nói vậy là 5 chai anh dở hơn em nữa. Em uống bữa đó 10 chai tôi bò luôn. Không có, đi không nổi luôn. Bữa đó tại vì uống với Sâu á, với con Thanh á. Ơi lên nhà nó uống 5 chai rồi, về đây kéo về đây 5 chai nữa, 10 chai đi hết nổi luôn, nằm 2 ngày luôn. Ở đâu có ăn mồi đâu. Toàn là uống không. Rồi bắt đầu hả? Đi tứ cây hoài hoài luôn. Mà bò luôn á, đi không nổi. Còn không Sâu nó ở đây rồi. Phải lên. Nó lên nhà nó xong rồi nó uống xong rồi nó vô kiếm một Cường. Nó nói Cường ơi Cường, con lên con tiếp chị coi Cường chị đi hết nổi mà nó bò tử chắc nó hồi vô. Cười quá trời luôn. Như đám cưới hôm nay á hả? Đám cưới thằng Sơn không? Không mà về vậy mà Tết mà vậy mà xuống mà vậy đông vui vậy đó mà nhậu vậy đó. Mà cứ ông mừng á. Ông nói nè, thôi Tết đi Vĩnh Long chơi với anh đi. Cái nói, thôi để suy nghĩ lại hả? Cái nói nè, ủa rồi giờ rồi bà xã. Cái ông nói nè. Thôi cho nó về quê đi. Cái ông nói anh ở đây cho nó về quê, cái nó ủa năm rồi á sao không cho ba không cho hả không cho về quê mình. Cái ông nói là năm rồi mới chén rồi bỏ đi sợ kỳ.
phải vậy, nhiều khi ông bỏ vậy ông đâu có tình thương á, phải không? Ông nói cho ông cho về 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 quê đi, cái ông nói hồi năm rồi tại mới á, rồi bỏ về sợ mẹ chửi. Chồng mày đâu sao không về, mừng đâu nó không về với mày. Rồi ông nói năm nay thì cũ rồi, năm nay lâu rồi, nó mới còn năm mấy bao nhiêu. Ông nói quen rồi. Nói tôi nói thôi để suy nghĩ lại hả, nhiều khi Tết đi không có được, tại nghi nó đeo hoài à. Nghi nó đeo hoài à, nó Tết nó ưa cái chở tôi đi lắm. Nhiều khi nó chở tôi đi chùa nè, rồi đi đâu cái tôi nói tôi xách xe đi là đi theo, nó không có đi được, nó đeo như nít vậy. Mà miễn thằng Khang mà xuống chở nó đi là tôi mới thoát được thôi. Mà nhiều khi thằng kia nó không có, nó về quê á. Nó về quê nhiều khi tới tới mùng 9 mùng 10 nó mới vô, mà năm rồi là tới mùng 9 mùng 10 nó mới vô. Đó. Bây giờ mấy đứa kia nó cũng có bạn đâu qua. Rồi nó ở nhà với tôi, nó đi với tôi không à. Bởi tôi nói nè, Tết nhiều khi em đi không có được đâu. Cái ông hỏi sao đi không được, nó nói nghi nó đi theo hoài hà, nó nhân nít vậy đó. Cái hỏi thằng Gồm chứ nó không có đi theo hả? Nó không, thằng Gồm là nó vô độ rồi, không có vợ. Tôi nói bởi nhiều khi Tết em không có hứa, Tết nhiều khi đi không có được. Bởi người ta nói thì nè, con gái thì lúc mà còn gì á, thì còn chăm sóc, còn tới mà có chồng thì lo bên chồng, lo bên này, rồi từ từ nguội lạnh rồi không có về luôn, biệt tâm biệt dạng luôn. Lan nó nói đám dỗ má chứ mẹ em không về, nói tùy mày, đám dỗ người ta mày đi được, mà đám dỗ cha mẹ mày không về thì tùy mày. Đó, tự hồ mày cạo đầu hay tự mày gì đó, tự động mày đám dỗ mày cũng không đi hay gì. Đó mày đi vô đám dỗ người ta hay sinh nhật người ta mày đi đám dỗ trong nhà. Em ghét bà ba làm gì, ghét bà mày đã mày cạo cái đầu rồi mà mày còn hô ghét gì nữa. Tao nói thiệt, tao ghét người đó, tao để bụng thiệt, nhìn vô không bao giờ tao bà ba, mà tao đâu ưa bà đâu, mà mày nhìn đi, tao nói chuyện với bà có ai mà biết tao ghét bà không. Nhưng mà lên á đó, giờ đó thí dụ lên bà hỏi tao trả lời chứ tao không dám ngồi vô ngồi nói chuyện với bà xong là vô ra không được, nói rồi ra không được. Còn như bữa mai nó nói nó gặp thằng Tài. Rồi cái tôi mới nói nha, mày nghĩ đi.
Rồi tôi nói mày thấy không, tao lên thì hỏi trả lời, không hỏi thôi, ai hỏi cái gì cũng hỏi. Như bà Năm á. Ừ. Mà chia nhóm hết trơn nè. Lên chỉnh chia nhóm hết trơn, bà Bảy với bà Ba. Với bà Năm. Còn tôi, Mai ra trước. Con Lan thì nó chạy ra ra ngoài này thì tôi nó, còn nó không xuống ở đâu có, tôi với Mai. Rồi Út. Ừ, mùng 9 tháng sau. Có nhiều khi giờ mình thấy, chị em không có, mà nói nhiều cũng không có tốt. Chị em làm người dân thôi chứ. Cái nó nói có cái bà Hai nào ở trển á. Bà đó như là ruột thịt luôn, cái gì cũng cho hết chứ. Thằng Lan á, nó mày lấy bà đó mày làm ruột thịt đi, nữa mày chết bả ra. Có bữa ngày qua là 20 sinh nhật nó đó, nó kêu tôi lên mà đâu có lên được đâu. 20 tháng 10. Ủa 20 tháng 11 là Tây. Thì nó lấy 20 tháng 11 là Tây á, là ngày nhà giáo Việt Nam đó. Thì tháng 10 á. Thì sao tôi sanh tháng 9 tôi có sung sướng đâu. Mà sanh cái ngày tốt đó nhìn thấy sáng ngời không? 19 tháng 9. Đó ngày tốt lắm chứ bộ. Ngày 19 tháng 9 là ngày của Bác Hồ mà sao ngày sinh hay gì đó. Mà biết gì không, bà ngoại nó bá sanh tôi 3 giờ sáng, gà gáy rồi, gà thức rồi. Cái này lẻ mà. Như tôi nói phải sanh, bả sanh mình 12 giờ đi, gà đâu gáy, phải không? 10 giờ 11 giờ gà không đâu gáy. Tháng 3. Ông Tèo là ngày 12. Ông Tèo ngày 12 tháng 3. Thanh Minh là tưởng trong sáng đó. Quyền quy thế phụ. Dằn. Không có lo. Ham chơi, ở trong viện nói đó. Ham vui. Còn ông mừng cửa sát thì ông sanh tháng 7. Ông tuổi tức. Ông nói thì ông nói với tôi, nhưng mà cái giấy giấy chứng minh á, ông làm là năm 70 tuổi tức. 71 mấy tuổi hợi. Phải không? Ừ.
thì lấy tôi nói tôi không biết, tôi coi trong khai sanh thì ông 70, thì ông sanh tháng 7 mà không biết ngày mấy, quên, là ngày 13 hay gì đó, ngày 13 hay 14 gì đó, chắc 13 quá. Cái tôi nói vậy là nhích trên ông tẹo một cái. Ủa có khi nào mà bữa đi với thằng Trung á, ông cửa sắt ông chở tôi, khi nào vô kể cho ông Long nghe không chứ? Nó bà Tám nó có ghệ, ông ơi, ông không có cua bà được đâu. Thằng Cường cũng vậy nữa, chừng nào hỏi mới trả lời, hỏi mới kể. Bữa đó nó cũng đâu có hỏi đâu gì đâu, rồi biết đi gì thôi chứ không biết. Thì con trai mà kín miệng vậy đỡ, chứ con trai mà lép xét cái miệng thôi à, bà Tám á. Mơ thứ sáu rồi hả, trời lẹ dữ. Tôi nói tôi không có khi nào mà tôi quay lần này, tôi không có khi nào tôi lấy cái cây vú sữa bự hết trơn chưa, tôi lấy xa không, không có cây vú sữa mà lại gần mà nó bự không, lấy nhỏ nhỏ, lấy xa không mà bởi vì cái hình nhỏ nhỏ lấy nó không là lấy bự quá là nó muốn hết cái màn hình, có cây mà không có lá cũng như không. Nó nhìn cái cỏ cây rồi mình đứng có chút xíu như con sâu á, bởi tôi nói mà chụp hình cho tôi phải lấy bự bự cho tôi chứ, lấy bởi nghi nó hỏi nè, lấy con sâu hay lấy đại bàng. Cái tôi nói lấy đại bàng á, lấy con sâu có chút xíu à. Người ta nói có bạn về tối cái không ai nói chuyện mình, cái mình nhắn tin mình tâm sự chút xíu rồi thôi ngủ chứ không có gì chứ. Ổ đó mọc. Cái đó là chim nó ỉa. Còn ổi mà nó trồng là nó trồng trứng giữa vậy nè. Mà hỏi cứt trồn đó, cho nó ăn cà phê nó ỉa ra cái lấy cứt quậy là uống. Tôi nói cà phê cứt trộn mới ghê trời. Cái nghe người ta nói còn ói ác nữa thiệt á. Không cho nó ăn cà phê cái nỉa ra cái bắt đầu quét lại. Lấy cái đó xay qua bắt đầu quay ra nó nhuyễn ra. Ủa cà phê đó đem về rồi quay không được sao đã bắt cho nó ăn vô rồi ỉa ra nó thấy gớm à. Rồi nó lấy đổ cào nè. Dám không? Cái nói thử thôi dám không? Chết liền tại chỗ luôn á.
thôi đã kia mà đã nọ luôn. Chết đi sống lại, ta đầu tư mấy người ta dám làm gì. Giờ tôi gầu nè, nguyên nữa nó đưa cho mình còn nhiêu ta, còn 160 mấy triệu hả, 165 triệu hả? Có 20 rồi. Mà đây mưa mốt lên lấy tiền nó đi đóng thế nữa, giờ đó kêu nó đưa vài triệu đóng thế nữa, đóng thể với đo đắc rồi đó. Bởi gầu rồi làm sợ không đủ, hứa cho nghi 10 triệu nữa, 12 triệu để cho nó đi học xăm môi nữa. Rồi bởi không biết mượn cái đó được hay không, đặng mình đắp vô để đó, đặng nữa đắp vô. Ô cái này nó làm phủ tục lâu lắm, nó nói làm nếu rồi xong nó nộp hồ sơ xong rồi cả tuần sau nữa mới có. Cái tôi nói ủa sao các cái tấm kia nó đề là trong vòng 30 giây rồi chừng một ngày rồi có tiền rồi. Ông nội tèo lên làm bữa đó là làm xong có tiền liền đó trời. Dán đi ra ngoài đó không nắng thấy bà nội. Sợ nắng. Sợ nắng thấy mẹ. Cái ông cừu bắp ông nói nè, anh nghi em ở ở ở ở con mình à, nhắn giờ nào em cũng trả lời được hết trơn chứ không có mà gì chứ, nó tại vì em đâu có nhắn với ai đâu phải không, nếu mà ta có bạn nhiều người ta nhắn người ta đâu tới ổng. Đoạn này ông nhắn giận chút xíu rồi tôi nhắn qua ổng hả, về tối đó đâu có vô mụn, nằm ngoài chứ tới 10 giờ 11 giờ mới vô. Không, tại trong phòng nghi với nó nói chuyện với thằng Khang á, nó xào xào cái nó cự khúc khích hoài vậy. Thôi để nằm ngoài trước đâu ai. Cây ổi cất chim. Nghe thấy không, cà phê cất chồn, còn này cà phê cái ổi cất chim. Biết sao không? Cái đồ mà xịt tóc á, tóc nó cứng ngắc à, nó mềm chút xíu đó mà hơi nó khô, nó như keo nè, không có keo, keo khác xịt rồi nè, thơm mà nó mới xịt thì nó mềm lắm, tại nó còn ướt á, gần hơi nó khô cái nó cứng rồi bụi nó bám vô mau dơ lắm. Bởi tôi biết cái này ai mua này. Cái này nó gạt mình rồi mơ mốt khỏi nó mua, nó khỏi cái nhắn mua gì chứ. Tôi đâu có mà đặt. Nó lấy cái địa chỉ của mình á. Rồi nó in ra cái hiệu rồi nó nói phải chị không? Nó nói thì cái địa chỉ thì nó giống rồi đó mà đâu có đặt hàng này. Rồi cái
một. Cái tôi nói cái địa chỉ thì giống rồi đó, nhưng mà chị đặt hàng bên là xăm mà. Cái nó nói thì cái này xăm nè. Cái photo. Đó rồi tôi tưởng là xăm thôi, tôi tính là hết cái này là mua thêm hũ nữa, ai ngờ. Phải nãy trả lại lại, đừng có mua, mình tưởng là nghĩ là cái hộp, cái hũ đó mua mình khỏi đặt nữa. Rồi tôi nói thôi, nghệ mô mớ không có lên mua nữa. Thì nó hỏi phải cái địa chỉ vậy không, nó địa chỉ của chị rồi. Nó mới nhận nhận qua nè. Nhận nhanh qua phải không? Bên kia tôi nói nhận bữa đó là người ta nói có 2 ngày hả, mà cái này đâu có dặn gì đâu, đâu có gọi điện đâu mà 2-3 ngày. Cái nó đề là xăm, rồi tôi nghĩ là xăm thôi, kệ mình khỏi mua, mình khỏi đặt nữa, rồi tôi mới lấy đó. Chứ cái này con Nghi nó có mua con chai mà tôi xịt nó dơ cái đầu. Mẹ nó đi, lỡ tức. Nó mắc phải gì, nó rẻ. Cái đó chừng 100 ngàn trả lại hả? Nó nịch cái thùng. Cái thằng mặc áo hơi vàng vàng á. Anh qua hỏi cái nồi cơm điện mà nắp rời á. Nó bán ở dưới 700 ngàn. Lít 8. Lít 8. Cái tôi nói thôi, mắc. Cái nó nói tặng được món hàng chị nói thôi. Mấy bữa nào làm cái này xong lên mua cái nồi. Chợ lớn hả? Bữa nào kêu Nghi đi lên đó mua cái nồi, nó nảy xét hết trơn rồi. Nhận 3-4 giờ mà nó ngồi nó ca hoài trời. Đi thịt ông tèo luôn. Ca hoài được hoài luôn. Nó ca gì ca hoài luôn. Mình ca 5 bản mình ca hết nổi luôn. Thấy nè. Ủa chứ?
bị la ác. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chuyện này mình phải rút kinh nghiệm lại mới được, mà không biết rút kinh nghiệm có bị không nữa. Hôm qua nghi nó thấy nó gọi cái nãy của ai đó vậy, nó làm liều rồi, không có, không phải xây luôn chứ sao giờ. Phải chịu, mượn không chịu thôi. Tại tiền của nó không còn của nó, mình mượn cũng còn tiền của mình. Nó biểu tôi lên xí nghiệp mai sáu á, thì nó thôi vậy thôi em chạy xuống nhà chị đi. Xuống cầu sẽ dạt đi rồi vô rồi làm luôn. Rồi vô vậy nó. Nó nói em không biết xả dạc á, nói thì em xuống tới bến đá đó, từ đường chùa chạy thẳng xuống đi tới tôn qua xe em đứng đó em gọi điện chị thì chị ra. Rồi bà Bảy nghỉ nữa, còn mình bà Tư mà. Bà Bảy nghỉ hai bữa nữa, mình bà Tư. Quyền nào vậy? Nhiều khi em á mượn rồi bả lãnh. Có nhiều khi rồi tôi làm liều này thử coi. Làm liều rồi kệ, như đóng hụi tháng rồi cho 4 triệu luôn đi. Mắm à. Nó xạo. Đó, không trả được tới số à, bán đi mua dưa mắm bán đó chứ không phải dùng mua dưa mắm ăn. Ừ. Mua dưa mắm là bán cháo á. Alo. Ơi. Dạ rồi, chị đóng rồi. Tại ở ở trong cái gì? Cái đó là photo lâu lắm rồi, hồi mới chị mới về chị làm lần. Lấy rồi. Ừ. Ai? Được lấy không? Lấy không chị cho đem lên cho coi. Hả? Ừ. Chụp gì? Chụp cái miếng giấy hả? À, cái đó hả? Thì thôi để chị đem lên rồi cho nó coi luôn đi. Chị đâu còn nợ nữa, chị hoàn thành nhiệm vụ mà. Là cái đó là vậy hả? Ờ, ai làm? Con nhà bạn em làm hả? Ờ, ờ vậy thôi kêu nó làm luôn đi. Ừ. Vậy hả? Tại vì cái thằng ở ở dưới đó, nó nói chuyện đó, nó nói chuyện làm như nó không cần khách bữa đó nó tiếp xúc mà nó nói chuyện tại đông á. Nó tư vấn chị nó nói vậy đó, nếu mà lên đất thổ xong tách ra xong lên đất thổ nó mới ở đây nó làm, còn nếu mà không lên không đồng ý lên đất thổ là nó không làm. Ờ thì ở dưới thì ở dưới nó cũng kêu chị làm nợ thổ lại, làm cái đơn đưa vô trong xã rồi nó chứng xong rồi đem xuống dưới là mình tách ra mình nợ lại, chừng nào có tiền thì lên. Thì ở dưới. Ừ. Ừ. 2 giờ hả? 3 giờ em có không không? 3. Ừ 3 4 giờ đi. Ừ. 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 Rồi.
tôi không có muốn bán cái này nữa, mà nó bây giờ nó cương quyết là nó đi hỏi là nó mua nguyên không, bây giờ nó kêu tôi đem nó thấy ở trong đó lại nói tôi nợ, tại vì cái miếng đó là tôi photo hồi lúc mà mới làm còn nợ, tôi mới lấy cái đó lên cho nó coi để nó nói mình không có giấy tờ đắt, rồi cái nó nói tôi là còn nợ, tôi nói không có còn nợ, mà cái sổ chánh của chị là chị hoàn thành rồi. Chưa, hôm nay nó biểu tôi có khoảng mấy giờ đem lên chơi rồi nói luôn. Rồi bữa tôi qua tôi đưa tiền của chị Tư á, đưa cho bà Nga, tôi mới hỏi bà Nga, bà nói tao nếu nói tao không biết luôn. Nó dặn mày nó mới làm như vậy đó, nó y hệt là tao hồ tái phát giang hồ mình năm mấy năm trước á, cũng gần Tết nó cho tao nghỉ gì đó. Tại vì tao đi đám giỗ. Cái tao nói với nó là tao đi đám giỗ chứ không ai tiếc cái bà nấu bếp á. Rồi cái nó về nó dặn tao, cái nó nói thôi cô hai nghỉ đỡ tháng đi, rồi để nữa chống chống rồi con kêu cô hai lên làm lợi. Cái bà nói mày coi gần Tết rồi tao sắp bắt sân bang hết trơn rồi, tiền đâu ăn Tết, nhờ gì tao chạy vô cái bà mà ở Bắc Hồ mà có cái trạm cây xăng á, vô trong cái biệt thự đó làm đó, bà cho nào là tủ lạnh, bà cho tiền mua đồ mới luôn đó, có một tháng Tết bà nói cho tao 3 triệu tao mua cái tủ lạnh đó với cái bếp ga mới luôn đó. Mà cũng nhờ Nguyên nó kêu tao nghỉ tao mới vô đó tao làm, mà cực dữ lắm luôn, không có cho nghỉ, cũng như là mình vừa nghỉ tay này là mình làm cái khác rồi đó. Mà có mình bả nói còn mấy người kia không có cho. Rồi cái bả nói mày y hệt rồi đó, mày giống tao rồi đó. Cái nói tại bữa đó em chán em nghỉ 2 ngày rồi em nói em đi cho đốc á. Cái bả nói hèn chi, nó nói hứa nó rồi lẽ nó nói nó đi đi đám giỗ rồi mà ở đây còn nghỉ nữa. Nó nói trời em đâu có đói đâu chị, em nói thiệt. Mà tại vì em cũng tính lên nói trước rồi. À, nó nói gì thì thôi. Nhiều khi em cũng đâu có gì. Rồi nó nói chừng nào mà con thiếu nó có còn chuyện gì thì em lên tiếp nó được không? Nó nói thôi kệ đi. Ai nghĩ làm sao nghĩ, mà mình làm mà không có trái lương tâm mình là được rồi. Nó nói thì nó đối xử với em sao, nó đối kệ nó. Nó nói cái gì mà vô mới vô tụ trường cũng vậy đó. Mà biết sao không? Ba cái cát nó dông gió cái nó ưa ngã quá à. Hả? Con mắt bữa nay đi mày nó mờ hoài. Chịu xây qua trả cho nó luôn mẹ rồi. Trời đó mình góp. Mình góp mà tôi phải làm tờ cam kết với nó đàng hoàng mới được. Nhỏ nãy nó điện hả? Ừ. Nguyên. Để tôi cái thằng này xuống mà tôi phải làm tờ cam kết, nó mới nói giờ em làm tờ cam kết cho chị đi, tại vì chị cũng hơi sợ này lắm. Giờ em làm tờ cam kết là nếu mà chị có góp trễ 1-2 ngày không lên tiền lãi. Phải không? Tại vì tôi nói nó trước định qua, tôi nói thí dụ mà tại chị làm cho tư nhân nhiều khi cái nó tới đó nó không có tiền, rồi con chị nó làm ở trong xí nghiệp 6 thì nhiều khi thứ bảy chủ nhật nó không có tiền, tới lương thiệt mà 2 ngày đó là nó không có tiền rồi, có lên lãi gì không? Cái nó nói không chị, cái đó là mình thông cảm được. Cái nó thông cảm được không, làm giấy làm tờ để vô. Tôi nói giờ em làm tờ em kết cho chị đi, hai bên đồng ý, nếu mà chịu vậy á, còn chị góp 24 tháng là 24 tháng, phải không? 2 năm là 2 năm là bao nhiêu lần nhiêu đó đó, nó ra nhiêu là nhiêu đó chứ không có lên xuống vậy trơn. Vậy em làm em tính ra đi, bây giờ em nói là lãi là 1.5 phải không, 1 triệu là 15.000 phải không,
rồi em tính ra là 2 năm đó nhiêu tiền đó, rồi góp đủ cái nhiêu đó thôi chứ không lên xuống gì nữa hết. Chịu thì chị mượn, không chịu thôi chứ. Ví dụ em không nói gì trơn, em không ghi vô đây rõ ràng, rồi tới nửa đất em lên mấy chục triệu nữa em sao chị trả nổi. Nếu mà tôi kêu nó làm vậy là nó biết tôi bị rồi đó. Thấy không? Giờ tôi nói giờ nếu mà em cho chị mượn chui vô đây cũng êm. Mã này mã của cô chính rồi. Nhiều khi biết gì không có mình tôi đứng ở trong này tôi cũng sợ sợ. Biết gì không? Sợ lắm. Nhiều lắm. Lấy bớt rồi đó. Lấy ở đây nè. Lấy đây mấy cái rồi nè. Lấy ở đây mấy cái rồi. Giờ gì cũng phải lên tiếng chứ. Mà tôi nói gì ông Tèo không có biết lo cái gì trơn trời. Tôi nói ông Nam Bắc ông không cho cầm lại. Rồi giờ không biết tiền đâu xây lại đưa cho Nguyên lại. Vậy mà nó nằm nó làm thinh nè trời. Ngày qua tôi xách cuốn sổ đi nó cũng không hỏi tôi đi đâu hay gì. Thấy người nó vô tâm. Không hỏi cũng xách cuốn sổ đỏ đi đâu hay gì. Cũng không luôn. Nhiều khi tôi thấy chồng tôi vô tâm sao tôi buồn. Mà tôi thiếu ở đâu là tôi chạy ở đâu mình tôi trả của mình tôi. Tôi chạy dắt đi ra dắt 10 rưỡi phải không? Mà ở chơi quận với bà tới 1 giờ cái gì. Ta đi kiếm bà kia, nó điện bà kia rồi. Thế tôi nói với anh Mai tôi nói tao nói thiệt mà qua tôi vô nó đó. Rồi lấy hai bịch cháo. Rồi vô nói chuyện cười quá trời luôn. Cái bà thấy từ cái tôi mặc cái đầm vậy nè. Cái Mai nó vậy đó mà bị chồng không ngó tới đó. Rồi coi tướng tá đẹp thấy ghê không, mặc vợ ngoài cũng đẹp nữa. Khen cũng Mai nó khen tôi là biết à. Cũng đẹp nữa. Mà giờ chồng chê cái nó nói nè, chồng chê gì chứ cơm tắm của ông hàng xóm đó. Nó nói, ừ mày, tao là cơm tắm của ông hàng xóm đúng rồi đó. Nó cười nó qua nó nói, vậy đó mày mà con trai già đó rủ tao đi uống cà phê mày. Cái nó nói, bởi gì cơm tắm của ông hàng xóm. Ừ. Cái tôi nói mày coi ổng nghĩ làm sao mà ổng cũng biết ông Tèo vậy. Cái anh Mai nó nói chắc ông Tèo lên nhậu với ông bà Sang rồi nhậu chung đó. Ừ. Cái tôi nói ta hỏi làm sao ta nói nè, ủa sao nghĩ chú nghĩ làm sao mà chú rủ con đi uống cà phê vậy. Uống ở đây nước trà cũng được vậy. Ừ. Được bà cho con mượn đi, con làm là con trả cho bà. Chứ bà thấy bà nói tội nghiệp con mà con thấy cái miếng nó vô bà cũng không chịu. Mà không mà nguyên lạng trạng là tôi nói để tôi trả cho nó rồi vậy thôi rồi tôi khỏi bán luôn. Tôi nói thiệt tôi lên hôm nay tôi đem tôi cho nó thôi. Chị nói thiệt cưng mua chị của chị chứ cưng sợ dữ lắm. Cưng sợ chị không đóng thế, thí dụ không đóng thế bên chị thì nữa chị đóng. Thì cưng đưa cho chị chịu cũng đóng mà bọn này chị hoàn thành rồi mà em cứ nói hoài. Thôi để nữa thôi cứ lỡ rồi chị đem vô ổng cũng không có cầm nữa. Thôi giờ chị đi mượn đây chị trả lại cho cưng nè, rồi chị không bán nữa. Bán lên nữa chị mới bán. 300 triệu mới bán, giờ không có bán nữa. Tại giờ người ta nói sau này cái đó mấy trăm triệu luôn. Tại vì vô nó vô thị xã luôn á. Vô quốc lộ 80 vô thị xã là đắt tiền không á.
chị không muốn ngược nào. Mai nó nói, Lan nó nói bà đó không mua là bà mắc tiền cọc đó. Nói tại vì bà đưa tiền cọc cho chị em trước 20 triệu là bỏ mắc á. Bà nói bà không mua là bà mắc tiền cọc 8 triệu đó. Thì làm tờ giấy á. Ừ. Giấy thì nó có nói với bộ mà nếu mà nó nói là nó không mua mà tại vì mình nghĩ là đất hữu cư là tại mình nói là có 15 triệu hà. Mà giờ tới 120 triệu, mình thấy nó quá mắc mà lên đất thổ nó cũng ngán. Thôi nó không mua cũng còn đất của mình. Ừ. Đúng thôi đó, nó không mua lại bỏ đó. Lan nó nói đúng rồi đó. Mà tại vì mình nghĩ không có này không có nhiêu mới công ít lòng chứ gì hết trơn á. Ừ. Cũng có 20 triệu mà nhậm gì mà tham phải không? Bất công mang tiếng. Ừ. Lan nó nói nếu mà bà không mua là bà mắc tiền cọc đó. Ờ, chứ giấy tờ nó có nói đó, nếu mà em đổi ý em không mua thì em bỏ tiền cọc. Còn nếu mà anh không bán thì anh bồi thường gấp đôi. Cái này nói thôi, có 20 triệu à. Đợi. Hả? Chị chuyển cho nó giống như đó, đất của mình cũng còn của mình. Bất công mang tiếng. Tại vì á, ta lỡ nói nó là có 15 triệu rồi. Tại ông ở dưới này ông nói có 9 mấy ngàn mét vuông hả. Mà ông nghe lộn đó. Tại nó 900 mấy mà ông nghe 9 mấy ngàn. Rồi mình về mình cũng nói đó. Nó mới đồng ý nó mua. Nếu mà mình nói mắc quá nó đâu có đồng ý nó mua. Phải không? Thôi mình cũng cái đó cũng thôi lỗi của mình thôi. Trả nó lại. Ta không bán đất của ta cũng còn của ta. Ta không có tham chi mà 20 triệu. Đối với tao mấy cái thứ đó không có nhận gì tao. Rồi tối thì nằm cái giá mẹ lắm luôn á trời. Con nói mẹ ơi, giờ con hết biết đường con xây rồi. Giờ thấy ông không cho cầm lợi, không biết con tiền đâu con trả lại. Nếu con bán hết 3 vàng này á thì con cũng không đủ tiền. Bây giờ có ai gặp được quý nhân giúp đỡ cho con trời. Tôi ra tôi tụng mấy đêm á trời. Tôi sẽ tụng mấy đêm rồi sao không biết ai đem hai cái tờ giấy đó đem vô để cái chỗ nó băng đá. Cái băng ra trước ở trước cái ghế. Ừ, để hai miếng ở trên đó. Mà con nghi đồ nó gặp cái đó nó đâu có lụm. Ông Tèo cũng đâu có lụm mấy cái thứ đó. Ừ. Tự nhiên cái tôi lấy cái đó ra tôi coi dữ lắm. Tôi coi nó cho mượn từ 10 triệu đến 50 triệu. Mà nếu mà góp 3 năm thì nó nhẹ hơn. Mà lãi thì nó lên cao. Đó như là 40 triệu này mà góp 1 tháng 1,6 triệu. Thì kéo dài 5 ra thì mình lên 20 mấy triệu nữa. Phải không? Mà nó tính gì cũng được rồi. Mà tôi nghĩ hoài tôi nói mẹ nhớ cho mấy thằng này nữa chắc giết bán nhà luôn quá. Mà tôi nói trước khi mình mượn nó đã mình bị rồi. Bây giờ mình kẹt quá mình phải hỏi đại mà mình phải làm tờ cam kết với nó mới được. Bức quá đưa ra công an rồi mình đưa cái miếng giấy này được. Phải không? Nó tờ mình tờ nó thôi giờ cũng làm hai tờ cam kết đi. Nếu chỉ có trễ thì bây giờ nó lãi suất nhiêu cương tính ra nhiêu đi rồi thì góp nhiêu đó là nhiêu tiền. Nếu đồng ý mượn thì chị mượn còn không đồng ý thì thôi. Ví dụ giờ cứ nói là lãi suất là 1.5 là 15. Phải không? Mà công nhân lên 2 năm là như gãi rồi cộng vốn luôn. Mà chị góp cái gụp tới đó luôn. Mà với điều kiện là chị góp trễ 1 ngày 2 ngày là không có lên lại. Chị thì ký vô đó làm tờ cam kết với chị. Hai bên thỏa thuận chị rồi chị mượn. Chị sợ mà vì cái không nói rõ ràng gì trong này. Nói miệng thì nói 1.5. Mà tới ghi vô trong này là 6, 70, 20% là chết chị luôn. Và cũng như chị bán nhà không đủ luôn được nữa. Tại vì nó biết nó hỏi tôi mượn vậy gì không. Tôi nói là tôi mua bên bảo hiểm Nhân Thọ. Nó mới nói được rồi đó chị có bên bảo hiểm Nhân Thọ là chị rất dễ mượn luôn. Chứ bảo hiểm bên lao động là chị không có. Chị có bảo hiểm Nhân Thọ à. Nó hỏi chị tham gia được nhiêu rồi, nó tham gia được 5 rồi. Nó hỏi chị làm lương tháng nhiêu, nó làm lương tháng 4 triệu mà tôi nói là tôi may cho tư nhân chứ tôi không nói may xuyên nghiệp mai sáu chuyện. Tôi nói chị may ở trong tư nhân thì không có bảo hiểm. Phải không? Mình nói vậy cho nó gọn. Đây mùi chanh này tự muốn xong. Ủa chanh này sao bay mù xả ta? Thử lại thấy không? Thấy mù xả.
Tôi đi tới đâu bữa đó tôi ra tới ngoài nó đi xe tôi hết mũi ở ngoài đó. Nó rồi nó chạy tới chạy lui vậy. Cây chanh núm. Núm. Cái ông mà tôi nói mới nhắn tin ổng mà ổng chụp hình bông qua ổng gửi qua đó. Ông nói chuyện nhiều khi ổng cũng thấy tội nghiệp ổng. Ông nói lên vậy nè, đừng có bạn nhiều khi mình có cái sự buồn gì đó mà không biết tâm sự cùng ai chứ. Cái nói là về tâm sự với bà xã, cái nói nhiều khi bà xã làm buồn bực á. Ai không có cái sự phiền phức đâu em. Cái nói nhiều khi anh sống gì chứ trong lòng anh nó phiền phức lắm, nhưng mà mình nghĩ như trái ớt vậy đó. Ông đưa trái ớt khéo qua đó. Cái ông nói mình nghĩ như trái ớt đi. Có ai buông chồng thì cái trái ớt nó ta nó tươi, còn không ai buông chồng thì trái ớt nó héo. Hả? Ai biết thì ở ai biết. Đâu biết. Cái đó xịt thuốc cỏ đó. Trong tôi châu xịt. Cái đó đất bên này đó, đất bên để dành chôn á. Ừ. Cái biết ổng, ông đó ông nói tuần sau. Ông nói ông thích để người tự nhiên á, không có trang điểm á. Cái ổng tưởng cái trang điểm như vậy nó mới lên như vậy. Cái ổng mới nói là như là ổng thích để tự nhiên hơn. Cái tôi nói ủa em đâu có trang điểm lò lẹt hay cái gì đâu, đâu có. Chỉ là thoa son chút xíu cho nó dễ thương thôi. Cái ổng đâu có tin đâu. Cái ông nói anh gọi điện qua nha. Gọi. Trời qua cái nhìn cái nói trời chắc ai cũng ngưỡng mộ em hết trơn quá. Cái nói em không có giả dối. Cái ổng thấy á, ổng nói em mà bằng tuổi bà xã anh vậy mà em cái dáng dấp của em vậy hả, quá chuẩn luôn. Ổng nói quá chuẩn luôn, nhìn vô là không biết lớn tuổi luôn. Ổng nói nhìn vô là chừng ba mấy bốn mấy à, 40 trở lại hả, lớn hơn ổng tuổi bằng tuổi tôi á. Trăm đó là tôi biết nó lùng tè, nó mặc lù rồi biết, tôi với nó hồi đó học chung mà. Học chung hồi đó nó bị người bùi gói hoài luôn. Bà yêu viết mà bà đâu học bài. Bà đi chơi với ông nội này viết nè. Bà vô lần nào bà cũng bị quỳ gói ở trước hết chứ. Kêu bài không có môn nào bà thuộc hết chứ. Mà nó bị lưu ban hết năm lớp 6 mới học chung đó. Mười giờ rồi đó. Bởi nhiều khi á, bởi vì đàn ông nó cũng nhìn nó tưởng mình là lên cái gì đó, cái gì lên gì mà chuẩn lại cái trang điểm lại á.
cái ông nhìn ông nói gì đó, cái ông nói, cái tôi nói trời em đi ra đường em phải tha son vô chút xíu anh ơi, tại vì cái bản tánh của em quen vậy rồi. Cái ông nói thì em đi làm mà hay hoặc em đi đâu á thì em trang điểm không ai nói. Cái nói không mà em chỉ có tha son vô thôi à. Thôi em đâu có tin. Cái ông nói cho anh gọi điện coi thử ha. Tôi nói ừ anh gọi đi. Cái ông gọi, ông ngồi trong quán cà phê á, ông gọi mà ông nhìn hỏi sao nhìn mà hoài mắc cỡ thế mồ luôn, không nói gì trơn à. Cái tôi nói không nói tắt à. Cái tôi tắt, cái ông nhắn qua ông đấy, anh không ngờ luôn á, anh bất ngờ luôn á. Cái nói anh tưởng cái hình chụp đó là trang điểm gì đó, lên gì lên quách cúp lại hay gì đó, lên gì đó. Ông ở kế bên mà, ổng chị ổng bà Trúc ngay chỗ tiệm ông Mừng của sắt nè. Cái tôi hỏi anh biết ông Mừng của sắt Nhôm không, ổng nói biết. Ổng mướn cái tiệm anh mà, ổng mướn cái nhà của chị vợ anh. Nó nói vậy hả? Mình biết chứ mà tại mình họ nói. Đi là bánh bia. Ờ ghé ông Địa, khẩu thần của Địa sai con chồng. Ông Địa ông thần tài độ con vô trong nó suôn sẻ đi con cúng Địa nó chuối. Cái trời cho ông cửa sắt ông làm được đi ông Địa ơi, độ cho bà nó, bà kêu ông làm đi để giới thiệu ông mấy cái không có làm được chị chứ. Ừ đó đó, ông nhắn qua ông ấy chứ tôi hỏi có bớt nữa không, ông nói không bớt, nếu mà làm được làm không được thôi cũng không có sao em ơi. Thôi con vợ ổng không có chịu làm gì chứ, biểu cúng bữa gầm cũng không chịu cúng, bữa sáu cũng không chịu cúng. Ủa tôi hạp không, cái tuổi tôi hạp không. Rồi giờ nè, cái tuổi vợ tuổi tức với tuổi dậu này hả không, tôi lên tôi kêu ông sửa đồ cho tôi, tôi kêu ông làm cho tôi một cái hả, không hạ không kỵ luôn phải không. Tôi chạy lại tôi nói anh ơi làm cho em cái không chắc tới bữa mùng 9 hay mùng 6 tuổi thọ hợp với tuổi tức không được không, hai mình đi lên chảnh sắt cái cây tài cầm cái chảnh sắt đi lên quốc không. Rồi vô hỏi thấy anh ơi, rồi nhập vô rồi hỏi hỏi ổng tuổi tức nữa là hợp không, ba tuổi này nhập vô có làm ăn được không, hay nhập vô đi kiếm mượn nợ không hả. Rồi thình tức sủ mùi mà, ủa tức dậu. Có vợ ổng với ổng á. Ờ. Với tuổi thìn á. Nghi nè. Hả? Thì vô tới giờ ổng làm ăn đâu được đâu. Bả về đang năm rồi. Nói trắng ra là bả về đang năm là ổng làm ăn không được á.
ai biểu ham, ham hố. Tại cưới vợ không tốn tiền mà. Giờ tôi nói mà, ví dụ mà tốn tiền, không tốn tiền gì mà làm ăn được, cái gì tôi cũng chịu, còn làm ăn không được bây giờ. Ừ. Không có, mà về cái đất nó tốt, cái nó nhóc hết trơn. Ừ. Thì tôi nói về kêu bà ở lại thử thôi, bây giờ qua năm đó, giờ anh từng lễ anh diện lần cho bà ở chển đi, rồi anh ở đây anh làm, rồi anh từng lễ anh về chển anh dứt bà ăn cái rồi về về. Ừ, về chở anh dứt bả một cái đi cho bà yên tâm. Đẻ gì ông đâu chịu nữa, ông nói đẻ ra rồi nữa ông chết rồi sao. Không có, đẻ ra tuổi thìn nữa hay gì. Đẻ con đứa rồi già chết mẹ rồi ẩm nhỏ. Để tôi nói, ông tôi nói gì thôi, anh nói gì nè, anh nói gì vợ anh, không phải em xúi anh mạnh em nhào vô nghe. Giờ kêu bả về chở ở đây gần từng lễ anh về một lần. Còn không ấy anh chở em theo, từng lễ anh chở em theo. Ừ. Má lại lấy cốt không à? Ừ. Rồi quay cho nó giác vòng cái này hả? Ờ, để quay giác vòng này hả? Con quỷ giờ ăn vô cái chữ không? Nó bữa cái chữ. Cái chữ nghi cái bị chó đó. Con cái mặt của người ta mới hết nhưng mà dở dẻ thêm nữa. Nó dở nhưng mà vô nhịn mặt hay ghét. Nó giống chủ mà. Đường bị chó. Thì nó đi chó, chữ nó đi chó. Đây rồi á, rồi quay chưa hết. Hết rồi. Mấy phần nữa à. Giờ nói nghi nói thấy chị tài mày chạy tao chịu cũng không nổi nữa. Tao khổ rồi tao gặp toàn là mạc lên không à. Tao khổ rồi gặp mạc không à. Không. Nó kể. Chuyện ba chuyện đó kể làm gì. Ừ. Dám nói. Kể cái vụ nói bị mắc đuôi vậy chứ mà lên lên Facebook lướt lướt gào gào luôn đó đấy. Lướt thì lướt chứ mày. Buồn không lướt ra được. Cái tôi đưa nó mấy cái hình đưa cho bà ba coi. Nó nói mấy cái hình kia mất tiêu nhưng mà tao xóa cái nó không còn cái luôn. Nhưng mà xóa hay vậy. Nó tao không biết tao đụng vô đâu mất tiêu vậy nè. Ừ, giờ tao mới tìm chụp lại cái tấm hình này nè. Cái này này. Đó, hen tướng tá đẹp cái ghê không, mặt mày cũng đẹp luôn. Mà nhìn coi kìa. Vậy mà chồng chồng chê mới ăn mới lạ lùng chứ. Nói mày coi vậy đó. Cái mai nó nói vậy đó mà cơm tấm con thằng sớm đó. Nó nói cái gì nữa. Nó nói vậy rồi nó muốn cũng đâu được đâu mày. Nó nói thiệt.
giờ nó thèm cũng đâu có được. Giờ cái cũng như là tao nói thiệt mày là tao ghét nó, tao nhìn nó mày. Thế tôi hỏi nè, rồi mày ghét cái người đó lợi gần mày, mày chịu không? Thế nó hỏi, tôi hỏi bà giờ bà yêu ai chưa? Tôi nói không, tao có yêu ai chứ. Tôi nói nè, tao nói thiệt mày, giờ tao yêu thiệt tình luôn, tao yêu một người á, mà người đó giờ lớn dữ lắm rồi. Cái nó hỏi yêu ai, nó tao yêu Bác Hồ. Cái người đó giờ bỏ đi rồi, chỉ còn Hình thôi. Bây giờ là tao yêu cái người đó nhất luôn, nhất trên đời của tao luôn á, cuộc đời của tao là tao yêu ổng không á. Chứ ngoài ra tao không yêu người nào nữa chứ. Nói chuyện chơi nói vậy á, tao không có yêu, mà tao yêu một người. Tại vì có cái người đó tao sống mới được. Ngày qua mà bao nó tưởng yêu thiệt. Có cái người đó tao sống mới được, còn không có cái người đó là không bao giờ tao sống được. Bà ba có tưởng tôi bây giờ tôi thà lỏ là ông có giàu hay gì đó rồi sợ là hô ổng chết thì kia là vậy đó. Thế thì mới không, ông đó không bao giờ ngày nào cũng ở gần bên tôi chứ, mà tôi yêu ổng dữ lắm luôn, không có ổng là tôi chết liền. Trời, nói gì giống hết cái người mà gì ha, không có ổng tôi chết liền. Ổng làm mọi mặt cho tôi sung sướng với này kia. Đầy đủ luôn. Ổng yêu tôi, ổng cho tôi tất cả luôn. Muốn đẹp là đẹp, muốn gì có đó luôn. Bởi tôi phải yêu ổng mới được. Cái mai thì nó mới hiểu ý rồi. Nó nói bà không có, bà không có sống thiếu ổng là bà chết á. Nó nói đúng rồi. Tao thiếu ổng đó là tao chết liền á. Cái mai nói nè, bà ba bên lắc đôi tai nghe đó. Bà không hiểu luôn á, nói thiệt bà đâu hiểu đâu. Tao nói sao nó hiểu thôi, cái vụ này ngoài ra không ai hiểu được. Tới mai đấy, tôi với bà hiểu thôi chứ bà đâu hiểu đâu. Ba hiểu hả? Hiểu. Tới mai giờ nói chuyện với tôi cừ lắm. Dù nghỉ thôi, cái cừ thôi là cừ. Ngày qua đêm hai cái sườn sáng cho nó mặc. Bà có mặc đâu. Bà đó giờ bà cũng ích kỷ lắm bà Bảy á. Trời ơi, nó lấy mấy cái váy của tôi màu đen, cái cũng á, rồi mặc áo lẻ vô con đẹp. Bữa đó tôi đưa cho bà cái áo đó, mặc con cũng được, 8 triệu trời, nó màu hơi tối. Cái bà ba, cái bà nói biết gì không, bà nói con bé Ti á, con chị Sáu á, với con dâu bà Sáu á, nó khen chị Tám mẹ. Bữa đó nó ra chợ, cái bữa đó sau cái thời gian tao bán, nó khen nó nói với tao, nó nói trời con gì ba, với mẹ con dì Tám đâu có lớn nhỏ tuổi hơn mẹ con nhiều đâu, mà nhìn dì Tám con bà trẻ quá trời. Cái hỏi dì Tám nhiêu rồi dì ba, cái nói dì Tám mày cũng năm mấy rồi. Trời ơi, nhìn dì Tám mà không biết luôn á, đoán là đoán sai liền á. Vậy là 57, 52. Bà Sáu 54. Cái nói trời ơi mẹ con gì đâu mà nói nhìn ra nhìn gì Tám chứ ngồi đây không chừng là nói em mà kêu bằng em gì á. Gì đâu mà mẹ con quá trời luôn á. Rồi bả lớn gì Tám đâu có nhiều, cái nó công nhận gì Tám con nhìn đón không ra chữ luôn đó, đó không ra số đó. Tôi nói làm gì cái gì mà cái bà ba nói vậy, tôi nói làm như ai cũng vậy chứ. Ai cũng đón sai lắm. Đón sai chứ. Cái tin tôi chỉ, tôi mới đưa cái hình cái ông đó đó. Nói ông này nào, ông nói tôi nhỏ hơn ổng 10 tuổi á. Mà giống cuộc tôi lớn hơn ổng 1 tuổi. Cái bà chị dâu em nhỏ, em sắp đi. Tại vì
Trời ơi con gầu quá trời luôn, nói chuyện vui vui vậy chứ gầu quá trời. Còn mình nhìn nhìn còn mình nhìn thì sơ qua đó thấy nó được lắm, mà nhìn gần mặt mày nhăn hết trơn hả. Tôi nói trời mặt em nhăn hết trơn hả, mặt em xếp ly hết trơn rồi, đổ mực vô la chảy tùm lum luôn. Tối đi uống nước mía với Nghi, mất cười hai mẹ con đi lên đó cái mẹ mẹ chụp mẹ chu mỏ rồi cái tôi chu mỏ tôi nói nè thôi chu mỏ hả mày chế nước mực vô nó chảy tùm lum. Ở trên Bắc Hồ ở trên gì đó cái chỗ chỗ Thả Diều á, chỗ Thả Diều á, cái họ chu mỏ tôi chu mỏ luôn, cái tôi nói thôi chu mỏ xấu quá. Đi với ai giờ, mà tối đi ngủ đi nhậu đó. Mà lên tới đó cái thằng đó nó nghỉ rồi. Cái qua nó coi uống nước mía ăn ăn đồ chiên đó. Hết 40.000 bạc. Ừ. Chán đời là giờ tôi nhậu lắm. Buồn rồi ngủ nó đi nhậu hả, nó buồn ngủ tôi đi nhậu hai mẹ con hả. Bây giờ bữa đó không lâu ông gọi điện cái tôi nói em đang nhậu với Nghi. Trời ơi hai mẹ con nhậu nữa hừa, nhậu. Giờ nhậu cho đời bất khổ nè. Trời ơi bé đi. Trời ơi con mắt bữa nay như mờ câm hả. Chịu rồi, bị nó mát rồi, nó hết rồi, bắt đầu làm lại. Nó nhẹ con mắt dữ lắm. Bà mẹ nó không biết bị gì. Bà nó cườm á, cái cục cườm á thì nó màu hồng lại rồi. Nó tốt rồi chứ nó không có bị gì, nhưng mà bị cái chồng đen á là nó có mấy cái li ti hạt trắng trắng á. Nó bám vô nè, nó nở ra đuôi luôn à. Nó mổ nhưng mà ổng nói nó, bả nó điều trị nó được thì được, còn mổ thì ăn năm ăn năm thua. Thì bả vì cái nghiệp của mình nó vô cùi mưa nước rồi. Yeah.
giờ nhìn nhìn cái điện thoại chứ mà câm. Không bên nè, bên này thấy mà bên này không có thấy, mà gỡ ra gì nó chán mắt nè, nó chán á. Bên trái nữa nè, giờ biết gì không, nó chá, mở cái kiếm ra là nó chá dữ lắm, nó chá nhắm con lại luôn á. Đi qua bên Cần Thơ hết 700 ngàn bạc, có hết đâu. Hai mã nhỏ là cốt. Cái này nó dính liền. Chuyện như là quýnh lộn ha. Còn mình nói chuyện như thanh thú. Ngày không chết. Bà sườn chế là bây giờ súng lại. Chia cái bộ cột ra. Hồi nãy mới nói không tính quần què gì chứ. Không ai đưa ra. Tôi xin không hả? Ừ. Chưa súng lại chia bộ cột ra. Vì 8 thôi thì lấy 2 cây. Còn mở 9 thì nói vậy còn 6 cây sao nó cắt đủ. 6 cây ở nhà ta tự lên nhà nó đụng rồi nó rồi sao 6 cây sao đủ. Nó không có tao bán. Không cái có cho. Người bị hủ quá. Ví dụ như bà 8 ở nghèo thì bà xin 2 cây. Bây giờ bà nãy anh Tài nói nè, bây giờ bà tên bà thứ mấy? Ừ, vì Út bây giờ bà cũng không có tiền, giờ cột đó bà bán đó, không có cho. Tôi đứng ở ngoài là tôi nói bán đó, ai cũng có tiền hết trơn. Ừ, tại vì người ta cho tôi muốn bán, tôi cho thì tôi bán, tại vì mấy người cũng có tiền, tôi bán à. Thôi bất quá ông chiều ổng hỏi tôi nói bả nói bả không đủ tiền không. Bả nói luôn cái kia nữa bả giờ bả có 26 27 triệu à, mà giờ anh tính thêm 9 triệu rồi còn cái nền bả không lót nữa. Bả nói phải chi mà anh đừng có lấy hai cây cột á, bỏ để vô hai cây cột thì bả đủ. Để anh trừ cho bả mấy triệu đó. Cái cây cột đó giờ mà, nếu mà để cột nó vô nữa bả cũng muốn làm nhưng mà bả không đủ tiền. Không đủ rồi thôi. Ừ. Nói để qua tới qua năm ông chừng nào ông khai trương tôi lên tôi làm cho tôi đặt đồ cho tôi đặt đồ mà ông phải làm cho tôi rồi nghe ông làm ông ấy ừ. Cường mở hàng đắt lắm đó. Cường ngày 16 á Cường tuổi Sửu mà tình tức Sửu Mùi cũng đâu được. Có mình tôi lên á, tôi nói anh làm cho em cái xào phơi đồ đi. Không tôi tức. Mà thằng Cường á nó ra chợ cho nó nói mà tôi cũng ghé vô nghe tôi mà tôi thấy chỗ đó hơi vắng vắng là tôi quẹo vô lặng hơi. Tự nhiên giờ thấy đông mình cũng thấy hơi kỳ rồi, sợ lắm. Mà biết gì không? Sợ ế lắm. Còn bữa vô với Nghi vô nhậu cái quán của cái thằng quỷ đó đó, đâu có người nào đâu. Cái vô Nghi chỉ đồ chiên cái kêu hai lon bia. Mình vừa ngồi xuống cái hai quỷ kia nó vô ngồi mà nó nhìn tôi với đi hoài ngơi vô cái đống luôn cái nó trời ơi vô đông quá ngồi thấy mình uống bia 40 ngàn ký không ai mua chứ.
vậy đó, mà tôi sợ lắm, tôi sợ mở hàng lắm, ai lại cái nó mở hàng là sợ lắm, sợ ế, sợ bị chủng chữ không vậy chứ. Tôi có 500 ngàn à. Biết. Rồi cái tôi nói đường này á, làm 2 ngày à. Ở dưới làm á, lãnh cái đó cho cô bảy màu. Cô bà bảy màu có khi nào mới kêu ông làm ngày chứ. Ông phán cho ông không à. Ông về ông đặt dấu tôi. Sống mà nói hở ra nói người ta lường gạt mình mà mình nhìn lại cái bản thân mình coi mình cùng cha đời hơn người ta nữa. Người ta lường gạt mình, người ta chỉ nói là nói dốc thôi chứ không phải là lường gạt. Nói dốc để cho mình lo mình làm thôi chứ không phải là nói dốc mà để có hại. Nó thí dụ nói không có vàng mà nói với nó là vàng giả, mình cho nó lo làm chứ gì. Đừng sủa mà. Đừng có sủa mà. Khu này là chuối không, và bên đó là cây nhãn. Chuối này chú bị đèo, này ở ngoài ruộng. Đây là ngựa không?
kia súng nhỏ đốt lửa lên khơi bàn tay kia. Nó nói ở nhà bữa nào đi vô chơi gần nhà lắm. Xin chào ạ. Giờ này cái hello xin chào. Đi làm diễn viên. Ừ mà giờ dạ bây giờ mà đi cái ruộng cái vườn không nể không không có đi hát được. Nên nghệ sĩ mà không đi hát được. Dạ.
buồn lắm. Thôi ghét ông Chánh ông già quá đi, làm biến nói chuyện quá. Bàn tay nó cắn bấy tay luôn. Không, nó quen rồi, mới đầu mới đi mấy bữa đầu á, sợ nhát lắm. Cái đi đi mấy lần sau nó bắt tỉnh bơ rồi. Cái đó cũng đã tí luôn. Này giống chồng bé hai quá vậy. Phải không? Phải chồng bé hai nè. Hình như ốm à. Ngoài nó mập rồi đó chứ hổm thấy nó ốm. Hả? Giờ làm như thấy ốm nó hỏi làm nè. Đợt này sao mà đem ra dâm chết trơn ghét bỏ luôn. Ủa lông mà dễ lắm rồi, dâm mà chết rồi. Đủ ghế nó già không? Già hết trơn rồi, ghế nó là nó quấn luôn, đen dễ luôn đó mà chết. Cắt xuống, bây giờ cây chí nó cắt xuống rồi dựng nó, dựng nó là tưới nước rồi 4 5 ngày nữa. Nó bắt đầu mới dâm vô, chồng cũng vậy. Còn xuống liền nữa chết nha hả? Chậu cả dựng nó bó. Trời ơi, mỗi lần tôi đem tôi nhét nó cũng sống nữa. Dạ. Ba ông sưng ông chính cường. Đổi chiếc rồi. Để thử, hỏi cô nghe xài mạng gì vậy? Đi nhóc nè. Thì bắt tay về lắm rồi, thấy đủ tiền rồi đó. Rồi, đủ luôn á, đủ hàng luôn. Nghĩ đâu mà nghĩ xa hơi, nghĩ ngoài mới nghĩ cái đợt, đáng giờ nghĩ nữa. Cũng sao quá. Cái này, cái nữa, ghép đi vô là cũng như là nửa cái, ba cái, mười. Cái này sao sao cái nhỏ mà này là nặng bị đâm rồi cũng bị chậm hơn 10 phút nữa mình ăn qua làm thôi đâu làm cho đang chưa chưa không đâu có ủa làm trong chấp mà phải không chấp gãy rồi gì làm gãy rồi vậy hả thì làm gãy hả hả ai làm cho ông ăn cho chưa gì chồng mới đèo chồng mới đèo lâu ủa làm gãy là em trọng bển hả ba cái cây dựng dựng lên hả trọng gì vậy trọng gì vậy ta đậu dưa leo đậu que gầm được rồi hai mươi mấy ngàn ký đậu đậu que đậu đũa ba mấy ngàn ký gầm sao hồi xưa ăn ngon mà giờ ăn không ngon lạnh cái đó dưa leo mà dưa leo vườn cái trồng ở dưới ruộng á nó màu đỏ hen bây giờ dưa leo xanh lè từng nhắc tuồng ở ngoài ai gọi ông nghe xào xào chẳng ông nhắc ông liệt nãy cũng vậy đó nói thì ông nói đưa người này người kia rồi đứng ở ngoài nhắc nhắc người ta
về đường này cho nó lẹ này nè, này nó mình vô tới nhà rồi đường nó mất công bọc lại nữa. Đường đó mình qua cái đó mình vô rồi. À, đi lên cho con Nguyên nó đưa cho con nhỏ bạn nó, hay nó đưa qua uy tín gì không? Ba rưỡi ba bốn hả, vô đâu vô trọng đứng quay thôi, quay đây đi thôi, đứng ở đó quay. Bữa nay tôi mắc đi tùm lum hết trơn kìa, nay chuyện đại sự gì vậy? Chuối nào? Chuối ở trong gần nhà sau hè đó, cửa sân cát đó. Chưa. Sân cát thì cái sân cũng lỏng lắm, cái cây chuối. Để bữa nào vô ông nén xin vài cái cây chuối cao về trồng. Này cái gì sao mấy ông nào cũng nói chuyện nhựa nhựa làm biến đó. Cây này cây gừng trời, cây gừng mà trồng nó ôm nhơ mướn hết vậy nè. Cái gì? Cây gừng. Mấy cây này trong này nó ôm nhơ mướn nhất. Ổn nha. Cái này nó cưa ra cái đem vô chỗ.
đi nào. Đường Bà Quẩn hả? Cái chú mấy cái chú nãy xì hết chưa? Bị si chưa nghe nè, cái bắp chuối nè, tí xíu mời cái trái mà cà nó cái lụm nó đâu có nhiều đâu thấy không. Ông Tài nãy ông kia ông nói ông đi xuống ông kiếm tôi, cái tôi nói kiếm chi, cái ông nói chồng nhỏ đi vô nhà ông chồng lớn. Ừ, tôi nói rồi không sợ chồng lớn đánh hả? Hả? Ông Chính ông già rồi. Tôi nói trời ơi làm mai gì làm mai không được rồi bắt vào mai thế vô sao ông nói cũng được luôn, cái nói để về về em thuốc ông xã em chết nha. Ông nói nè, đi ăn rồi đi uống rồi cái tôi nói thôi đông lắm rồi đi rồi hao tiền. Ông nói trời tiền bạc gì, cái nói ừ tình nghĩa là quý, tiền bạc gì nghĩa lý dài 3 triệu. Ăn xong rồi người nào người nấy méo mặt luôn. Nó nói ăn xong rồi méo mặt luôn. Mục này bắt đầu nó ngứa. Cái mục này nè, bắt đầu nó ngứa. Chấm nữa hả? Ok, nó chấm mà giờ nay làm như nó lành lành á. Cái nó ngứa. Ngày hôm qua mới cười hừng Hàn Quốc Nam. Dì Tám, mặt dì Tám bị gì vậy cái này? Tự buồn quá phá quỷ nhung nhang. Buồn quá không biết nói chuyện với ai chứ cái lấy đồ chích vô mặt chơi. Hôm qua nó đâu có đi nghỉ vụ mà nó đứng ở trong cái lồng chim á, cái lồng cu á. Ừ hôm qua nó về chơi gì Tám, mà chị Tám bị gì á, cái này buồn quá không ai nói chuyện trơn, cái tự nhiên lấy đồ á con chấm vô chơi. Thì nó ra ông mai ghé ông mai á, cái nó xin mẹ nó tiền, cái mẹ nó mày nhắn tin gọi điện qua cho chị Hai mày đi, chị Hai kêu chị Hai gửi về cho 100 đô. Giờ Nhi nó dư được 2.000 đô rồi. Cũng như trả nợ hết trơn rồi. 2 mấy triệu. Giờ nó được 4 mấy triệu rồi. Ừ. Nó nói với mẹ nó đó,
mẹ ơi con dư được 2000 mấy đô rồi đó. Cái mai nó nói thì dư 2000 mấy đô đặng nữa về đặng kia sửa nhà con ơi. Mà không có, nó có người yêu rồi, nó ít có đòi về lắm. Hai đứa nó biết gì không, hai đứa nó cũng như ở ngoài rồi mà người ta không nói là người ta không có cho để cho có con, có con là đuổi về á, cũng như có bầu á, có bầu là đi phá chứ không có cho để. Ừ thì ngủ chung nè, thì bến nó đâu có còn về nữa đâu. Già nè ông ca hết nổi rồi, cái này nữa còn mấy phút nha, một phút nữa. Đi vô chạy lên nó được. Ừ lên nguyên à, nó đâu có tin tưởng mình. Con chó này nó có chân mài nè, mà nó giống con chó ở trong dễ sợ luôn, mà nhìn mặt nó kỳ kỳ. Đi về.